trong thực tế hiệu quả thì cách sử dụng phân đạm của nông dân chỉ đạt từ 50 đến 60%. Nguyên nhân do phân bị bốc hơi, một phần phân không đi đến rễ và một phần phân bị nước cuốn trôi. Nay đã có phân bón tiết kiệm UltraTech, tiết kiệm đến 20% lượng đạm. UltraTech có độ liên kết mạnh, không bị nước cuốn trôi. UltraTech ít gây hơi, thấm sâu vào rễ, cân bằng dinh dưỡng. Sử dụng UltraTech tiết kiệm phân bón, năng suất vượt trội. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời do Bảo vệ thực vật An Giang phân phối. Kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng do Đài Phát Thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời thực hiện. Để phù hợp với giờ sản xuất, sinh hoạt của phần lớn bà con nông dân, chúng tôi sẽ thay đổi khung giờ phát sóng chương trình này. Thay vì phát vào lúc 17h30 phút như năm 2016, bắt đầu từ số đầu tiên năm 2017, chương trình sẽ phát vào lúc 17h55 phút, kể cả chương trình gián tiếp và trực tiếp. Mời bà con nông dân và quý vị quan tâm theo dõi. Thưa bà con nông dân, quý vị khán giả, như vậy hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Vừa phải chuẩn bị cho Tết, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo việc chăm sóc vườn cây sao cho tốt, phòng trừ được sâu bệnh hại, nên thời điểm này bà con nông dân sẽ rất bận rộn. Vì vậy, để hỗ trợ nông dân trong việc chăm sóc vườn cây, chuyên mục hôm nay số đầu tiên của năm mới 2017, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp chăm sóc cà phê sau thu hoạch. Trong đó, tập trung vào hai nội dung chính là biện pháp canh tác cây trồng và phòng trừ sâu bệnh. Hy vọng với những biện pháp quản lý vườn cây được thực hiện đúng cách, đảm bảo theo quy trình sẽ mang đến một mùa vụ bội thu trong năm mới này. Và trước khi đến với phần hướng dẫn kỹ thuật, xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham quan vườn cà phê của một số bà con ở thị trấn Gia Lai. Đây là vườn cà phê của gia đình chị Lê Thị Thanh Thủy ở thôn Gia Xia, thị trấn Gia Lai, huyện Chư Pa. Trong khi nhiều nơi năm nay bà con hụt hẫng vì năng suất cà phê giảm mạnh, thì may mắn năng suất vườn cà phê nhà chị vẫn giữ ổn định như mọi năm. Sở dĩ được như vậy là nhờ mùa khô năm vừa rồi, tình trạng khô hạn thiếu nước ở khu vực này không quá nghiêm trọng, gay gắt như nhiều nơi khác. Một yếu tố quan trọng khác quyết định đến năng suất vườn cây đó là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng vườn cây được chị Thủy rất quan tâm. Ngoài vấn đề đảm bảo cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, việc quản lý sâu bệnh hại trên vườn cây cũng được chị Thủy thực hiện một cách bài bản, khoa học. Năm vừa rồi thì xung quanh đây thì hàng xóm thì cà phê thì nó cũng bị mất mùa. Nhưng riêng vườn nhà tôi thì thấy cũng bằng sản xuất năm ngoái, cũng bằng sản lượng năm ngoái, được 15-16 tấn. Nhờ tôi phun thuốc sâu trị bệnh kịp thời thì có hiệu quả tốt. Ngoài yếu tố thời tiết, phải đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp cho cây trồng. Kinh nghiệm thực tế của nhiều nông dân cho biết, việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm để chăm sóc cây trồng rất quan trọng. Bởi hiện nay, sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường khá đa dạng, phong phú, với hàng trăm sản phẩm khác nhau. Như vậy, để lựa chọn được những sản phẩm đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả, điều quan trọng là phải sử dụng những sản phẩm uy tín, chất lượng. Năm vừa rồi của chúng tôi là vườn cà phê là so với năm trước là nó cũng đạt tương đương với cái là vụ của năm trước. Mà cả là ở chỗ khác mất mùa, nhưng riêng cái vườn của tôi là cứ giữ nguyên cái mức độ trung bình như vậy. Như vườn của tôi bình thường năm ngoái là được 600 cây mà được 7 tấn 8, mà năm nay nó cũng mất đi cái lượng một chút, nhưng mà không đáng kể, năm nay cũng được 7 tấn, hơn 7 tấn một chút, là có 7 tấn 2. Đấy thì do là mình chăm sóc cái cây của mình dùng các cái hàng như là bón cái hàng phân của hãng Ure Bernac này. Là mình bón cái thời điểm mà bây giờ mình tưới là cái phân này nó rất là tốt. Bao mồ hôi công sức đổ ra, có lẽ không niềm vui nào hơn khi những nhọc nhằn vất vả được bù đắp bằng thành quả lao động, năng suất vườn cây đạt giữ ổn định. Vừa rồi là những kinh nghiệm về chăm sóc vườn cà phê của bà con nông dân ở thôn Gia Xia, thị trấn Gia Lai. Đó là câu chuyện của vụ cà phê trước. Còn hiện tại, thời điểm này, sau thu hoạch, bà con phải chăm sóc vườn cà phê như thế nào là mối quan tâm của nhiều nông dân hiện nay. Vậy quá trình chăm sóc, vấn đề khó khăn bà con đang gặp phải là gì? Không gì khác ngoài vấn đề quản lý sâu bệnh hại. Dệt sáp, vẩy xanh, rỉ sắt, sâu đục thân là những loại bệnh phổ biến trên vườn cà phê ở thời điểm này. Nếu không được phát hiện kịp thời để có những biện pháp xử lý, sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.
Hiện tại một số vườn cà phê đã bắt đầu xuất hiện các loại bệnh này và bà con cũng đang tỏ ra lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vườn cây. Bây giờ thứ nhất là phun thuốc, thứ hai là những cái loại sâu, bệnh sâu là sâu đục cảnh là cũng phải trị vào cái thời điểm này. Bệnh thì là bây giờ nó xuất hiện vào cái mùa khô này là cái bệnh dỉ sắt nhiều, nấm hồng, dỉ sắt. Sau thu hoạch thì bây giờ chúng tôi là tập trung vào cắt tỉa cành, tạo tán, rồi sau đó là phun thuốc bệnh đó để trị cái bệnh như là dỉ sắt, nấm hồng. Cây cà mà thiếu nước là nó phát bệnh ra nhanh lắm, nếu mà không phun kịp thời là nó sẽ rụng lá mà nó ảnh hưởng đến cái nụ hoa, đến cái trái quả của mình. Trong cái thắc mắc của bà con nhân dân chúng tôi thì cũng tôi cũng có đại diện cho bà con ở cái xóm này, thì tôi cũng có vài lời mà muốn hỏi các kỹ sư bên về bên 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 tập đoàn Lộc Trời, thế là cho chúng tôi biết là bây giờ nguyên nhân của những cái chứng bệnh mà nó gây ra cho mùa khô rồi mùa mưa. Đấy, nhất là những cái cây cà mà rất như là đang xanh tốt, nhưng mà qua một vụ cái là nó tự nhiên sao nó sùi vỏ lên, xong bắt đầu là nó không đưa được dinh dưỡng lên trên cây mà chết cả cây luôn, mà nó rất thiệt hại cho bà con nhân dân chúng tôi. Trước những phân vân lo lắng của bà con nông dân về quản lý sâu bệnh hại trên vườn cà phê, sau đây kỹ sư Lê Quang Ba, tập đoàn Lộc Trời chi nhánh Gia Lai sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể biện pháp canh tác cũng như quản lý sâu bệnh hại trên vườn cây. Mời bà con, quý vị và các bạn cùng theo dõi. quá đá luôn. Trời ơi, thời tiết này đẹp sắp đầy ra đấy. Có gì vui đâu mà quá đẻ cho nội. Thì 9 giờ rồi mới tiệm ra loại thuốc đem phun rệp sắp chết sạch. Đã qua chưa sao? Thuốc gì mà hay quá vậy? Ông bày cho tôi chứ. Nhìn kia. Anh bơm 40EC là thuốc đặc trị rệp sáp hại cà phê do công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang sản xuất và phân phối. Anh bơm 40EC phun một phát tiêu đời rệp sáp. Chào anh Yết cũng như là chị và kia cũng như là toàn thể bà con. Thì sau khi mà đi thăm đổ một vườn cà phê của anh sau cái giai đoạn này là cái giai đoạn sau thu hoạch, thì ngoài những cái công việc mà các anh chia sẻ như là chúng ta sẽ là cắt cành tạo tán cho vườn chúng ta nó thông thoáng, thì ngoài công việc đó thì tôi cũng cần lưu ý cho một số anh chị cũng như là bà con xem đài, thì một số biện pháp mà chúng ta để quản lý cái vườn chúng ta nó sạch sẽ và hạn chế cái mầm bệnh trong mùa nắng cũng như là gây hại trong mùa mưa. Thì sau khi thăm vườn thì chúng tôi sẽ thấy phát hiện hai những cái đối tượng chính mà gây hại trên vườn anh chị hiện tại. Thứ nhất là các bệnh rỉ sắt, và các bệnh rỉ sắt trên cây cà phê. Và thứ hai nữa là cái đối tượng gọi là cái rệp sáp và rệp vải xanh hiện tại cũng đã xuất hiện trên vườn mình rồi. Đã, đây là cái hai đối tượng chính mà cái dịch hại mà gây hại chính trên vườn cà phê của anh chị. Thì để mà quản lý được hai cái đối tượng này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái biện pháp và cái giải pháp như thế này. Trước mắt là anh chị phải sử dụng cái biện pháp lâu nay là anh chị gọi là tỉa cành tạo tán cho nó thông thoáng. Và thông thoáng vườn thì chúng ta sẽ hạn chế được gọi là cái biện pháp canh tác. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đã tỉa cành sau tháng xong rồi nhưng mà mầm bệnh tới cái giai đoạn chúng ta cần phải phòng ngừa, thì chúng ta phải phòng cho nó để nó triệt tiêu tiêu bệnh để tránh cái hiện tượng lây lan. Và nếu mà những cái bệnh như cái bệnh rỉ sắt như thế này mà anh chị mà không quản lý được thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng cháy lá, rụng lá, thì nó làm giảm đến cái khả năng quang hợp của cây và khả năng hấp thu cái dinh dưỡng. Thì để quản lý cái bệnh rỉ sắt trong này á, thì năm vừa rồi tôi cũng giới thiệu đến chị là công ty của phần tập đoàn Lộc Trời có ra một cái sản phẩm gọi là cái Avitin. Đây là một cái sản phẩm dòng mới nhập từ Singapore ở dạng hoạt chất của nó là hexaconazole. Thì nó sản phẩm này là chuyên quản lý về cái những cái đối tượng bệnh gây hại cái rỉ sắt trên cà phê. Và để mà quản lý các bạn rỉ sắt trên cà phê này thì đó, anh chị chỉ cần cái sử dụng cái sản phẩm Everything này với một chai một lít này, anh chị pha tôi là một phi 200 lít nước và một hecta thì anh chị phun khoảng từ 5 đến 6 phi 200 lít nước và anh chị phun ướt đều từ mặt dưới đến mặt trên thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh rỉ sắt. Và kinh nghiệm tôi chia sẻ cho anh chị là kinh nghiệm ở bà con ở Lâm Đồng á, người ta thường thường là sau một năm mà sau khi thu hoạch á, người ta sau khi bắt đầu người ta tiến hành cắt cành tạo tán cà phê là người ta có cái biện pháp gọi là rửa vườn. Rửa vườn là dùng những cái dòng sản phẩm như là cái Everything này để người ta phun để mà gọi là triệt tiêu nguồn bệnh để tránh hiện tượng là bệnh từ mùa nắng nó lây lan mùa mưa thì nó gồm ảnh hưởng đến các cây cà chúng ta.
đó là cái về cái quản lý cái bệnh lý sắt. Thứ hai nữa là về cái đối tượng rẹp sáp và rẹp vải xanh thì anh chị sẽ để ý là đây là cái đối tượng thường thường là anh chị sẽ thấy là dâu thời giữa mùa nắng và mùa mưa, mà sau khi chúng ta thu hoạch xong á là những cái đối tượng sau á thì thường thường là mùa nắng nó sẽ lại xuất hiện, nắng càng nhiều thì sau lại xuất hiện, mà mưa càng nhiều thì gọi là bệnh xuất hiện. Thì chúng ta sẽ thấy là trên vườn anh chị đã bắt đầu xuất hiện hai cái đối tượng, một là cái rẹp vải xanh, đó là những con rẹp mà xanh nó nằm dính nó nằm bám đều trên cái bông có hoa cà phê chúng ta và nó nằm sâu ở trong cái nụ hoa nụ trái. Thì những cái đối tượng đây là những cái đối tượng gọi là chích thúc, nó sẽ hút cái dinh dưỡng của anh chị đi, nó hút cái dinh dưỡng những cái cây cà phê chúng ta đi, nó làm cho cây cà phê chúng ta là nó suy kiệt đó, và nó tạo cái vết bệnh để cho các cái đối tượng khác lây lan. Và thứ hai là khi mình hút vậy là cái hoa chúng ta đây nó không có dinh dưỡng thì nó sẽ không nở được, hoặc là nó sẽ tạo cái hình tượng hoa chanh này, chúng ta nở nó không thụ phấn thì nó dẫn đến cái năng suất. Thì để trị cái đối tượng, để quản lý được cái đối tượng này thì anh chị phải chịu khó thăm vườn. Khi chúng ta cắt tỉa cành á thì chúng ta sẽ để ý những cái cây nó bị thì anh chị sẽ làm cháu. Thường thường là những cái đối tượng này nguyên ở trên vườn mình nó không gây hại hết trên toàn vườn, mà nó chỉ gây hại đến 10-20% thôi. Thì do đó khi mình đi thăm vườn thì mình sẽ cắt cành tỉa cành, mình để ý mình sẽ thấy thì mình làm cháu. Và khi mình đã thấy nó rồi á thì với cái mặt số mà hiện tại như tôi cầm trên tay như thế này thì anh chị cần phải can thiệp ngay. Thì để mà can thiệp cái sản phẩm này thì để quản lý được cái bệnh gọi là cái con rẹp vải xanh và con rẹp sáp này, thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị một cái sản phẩm mà anh chị có thể là sử dụng để quản lý tốt cho cái đối tượng rẹp vải xanh và rẹp sáp. Đó là cái sản phẩm Album 48 AC. Đây là một cái sản phẩm mà cái gốc của nó là Chlorhydrofos Ethin, nó chuyên về quản lý về cái rẹp sáp, rẹp vải xanh. Bên cạnh đó thì nó cũng quản lý luôn cho anh chị luôn các sâu đục ngọn, đục cành cái hại. Và cái liều lượng thì tùy theo cái mặt số đối tượng thì anh chị có thể thay đổi cái liều lượng. Ví dụ như trung bình mà liều lượng bình thường với cái mặt số đẹp sáu thì anh chị có xài cái liều lượng là một chai này cho một phi 200 lít nước, anh chị phun ướt đều. Tức là khi chúng ta đi phun thì chúng ta phun hết vườn, nhưng mà lưu ý cái cách phun là khi anh chị mà tới những cái vườn cây như thế này thì anh chị chịu khó phun chậm kỹ hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ quản lý tốt đối với cây đẹp sáp và đẹp vải xanh. Thì đây là một hai cái đối tượng đơn giản. Mà nếu với cái tình trạng mà trên vườn của anh chị vừa xuất hiện cái rỉ sắt, vừa xuất hiện cái rẹp vải xanh, thì tôi cũng có một cái chia sẻ mà theo kinh nghiệm của bà con, thì để tiện cho cái công canh tác của bà con cũng như là cái cách bà con mà sử dụng cho nó tiện lợi hơn, thì anh chị có thể vừa kết hợp cả hai cái sản phẩm này là Album 40AC, 48AC cộng với cái Ivitin 2C này, anh chị trộn lại với nhau, anh pha đều trong một bồn thì anh chị đưa vô rồi anh chị phun ướt đều, thì một công hai việc chúng ta sẽ quản lý một lần hai đối tượng là vừa rỉ sắt cho cà phê vừa nấm hồng, nhưng mà cũng vừa quản lý được cái đẹp sắt và vải xanh. Thì đó là những cái chia sẻ mà tôi muốn chia sẻ đến bà con, thì mong bà con chúng ta khi chịu khó chúng ta đi ra thăm vườn và khi chúng ta sớm phát hiện bệnh thì chúng ta dùng hai cái giải pháp là Album 48AC và Everything, chúng ta quản lý tốt được cái bệnh trên cà phê trong giai đoạn mùa khô này. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Xin cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017, xin kính chúc bà con nông dân một năm mới an khang thịnh vượng, mùa màng tốt tươi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2017, chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng sẽ tạm dừng. Thay vào đó là chương trình truyền hình trực tiếp, nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng. Chủ đề của chương trình này tùy thuộc vào từng thời điểm chăm sóc của hai loại cây trồng chính là cà phê và hồ tiêu. Chúng tôi sẽ xây dựng chủ đề phù hợp với nhu cầu của bà con. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp số đầu tiên năm 2017 vào tháng 2 tới đây. Chúc bà con nông dân xa gần một năm mới an khang thịnh vượng, trúng mùa, được giá.